shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cùng đến một con trợ thủ mới này, và web sự kiện World Series sắp tới nhá. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều quà mới luôn anh em. Đó, nên là mọi người đang xem nhớ like, đăng ký và bật chuông ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Rồi đầu tiên thì ngày hôm nay chúng ta có một con trợ thủ mới khi chúng ta nạp kim cương. Đó chính là con Moni này, lấp lánh. Ui, đây là một cái skin mọi người nhá. Khi mà chúng ta nạp 500 kim cương và khi chúng ta nạp một kim cương sẽ có con trợ thủ mới này. Ok, ui, nhìn con trợ thủ rất là hay nhở, ngồi bấm điện thoại luôn anh em, kiểu như là người ngoài hành tinh ấy mọi người. Đó, ok, thì tiếp theo mình sẽ quyết định mình nạp kim cương nhá. Và đầu tiên thì mình cũng nói qua với anh em là cái con trợ thủ này ấy nằm có một kim cương thôi, nên là mình cũng có Kevin cho những bạn chúng ta đang xem ở đây nhá. Ok, thì mình sẽ chọn ra từ 20 đến 25 bạn cả like, đăng ký và comment ở dưới này. Mình tặng 45 kim cương thì chúng ta sẽ nhận được con trợ thủ này nhá. Nói chung là anh em cũng chả mất cái gì, chỉ việc chúng ta làm vài bước xong rồi chúng ta comment xuống phía dưới thôi. Thì biết đâu chúng ta lại nhận được thì sao, đúng không? Và mình sẽ lên một cái like, mình lựa chọn, mình tặng cho anh em nhá. Từ 20 đến 25 bạn, ok chưa? Nên là chúng ta nhớ tham gia nhá. Uầy, mình trúng được cái gì đây? Cái mặt mị này. Chúc mình viễn luôn anh em. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nạp kim cương mọi người nhá. Ok, mình sẽ lấy ID này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi chúng ta rút kim cương thôi. Tiếp theo thì mình đang có mặt tại shopmitsutv.com, shop hợp tác duy nhất và chính thức của mình nhá. Khi mọi người đăng nhập vào đây chúng ta sẽ có 10.000 hoàn toàn miễn phí này, và cơ hội nhận được kim cương miễn phí lên tới 460 kim cương. Ok, thì sau khi vào đây mọi người sẽ có một góc bên trái này, do mình nhận kim cương rồi ấy nên là mình sẽ không nhận được nữa nhá. Rồi thì trong shop có rất là nhiều khuyến mãi cho mọi người, anh em nào mà chúng ta thích ấy có thể vào trong đây nhá. Rồi thì chúng ta có vòng quay này, thì anh em thấy là vòng quay chúng khá là ok, và nào muốn thử vận may hoặc là muốn nick verify có thể vào đây nhá. Nếu anh em gặp lỗi gì ấy, shop sẽ đền bù 100% cho anh em, nên là chúng ta yên tâm nhá. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vào phần rút kim cương này, anh em thấy chưa? Mình rút trong đây nó rất là nhiều rồi anh em. Đó, anh em thấy này, ui, rút nó rất là nhiều rồi, ok. Thì ở đây mình sẽ rút 220 kim cương anh em nhá. Đó, ok, mình sẽ rút về nick của mình, thì chúng ta lấy kim cương nhá. Có là ngon luôn anh em, có là ngon nhá. Rồi thì sau khi mà rút xong anh em chờ khoảng từ 15 đến 30 giây là kim cương sẽ về nick thôi. Thì trong đây có rất là nhiều thứ cho anh em này, nếu mà muốn thử vận may quay các thứ ấy, tỷ lệ trúng thì nói chung là rất là cao và rút rất là nhanh, thì anh em có thể truy cập vào đây nhá, có ngay 10.000 miễn phí liền, ok chưa? Rồi ok, tiếp theo thì mình có kim cương trong nick rồi anh em, đó rất là nhanh nhá. Ở đây thì mình sẽ nhận cái con trợ thủ này này, ok, con trợ thủ hoàn toàn mới anh em nhá. Rồi mình sẽ vào cái phần trợ thủ xem nào. Đây anh em, đó, con trợ thủ này nhá sẽ có kỹ năng gì đây? Giảm 20% sát thương khi chủ nhân đang sử dụng vật phẩm đếm ngược như hộp cứu thương. À, vậy là khi mà mọi người dùng những cái vật phẩm đếm ngược ấy thì chúng ta sẽ giảm sát thương 20% mọi người nhá. Ok, mình sẽ cho lên cấp đi. Ơ, đây mình sẽ cho lên cấp anh em nhá. Ơ, tại sao nó lại bị đơ mất rồi anh em? Ui, anh em chờ tí nhá, nó bị đơ mất rồi. Ok, vừa rồi thì mình có vừa mới thoát game ra vào lại anh em. Mình kéo lại lên con trợ thủ này nhá, lên cấp này. Ok, lên cấp tiếp này. Lên cấp tiếp này. Lên cấp 6 luôn này. Ok, vậy là trưởng thành rồi. Sau khi trưởng thành xong thì chúng ta sẽ có một cái hành động nó như thế này. Và ui, cũng được đấy nhở. Và kỹ năng thì chúng ta giảm được 35 sát thương. Mình vẫn thích là mang theo kỹ năng của con trợ thủ quốc cô hơn. Đó, mang từng keo đấy anh em. Đó, ok chưa? Thì bạn nào mà chúng ta muốn tham gia game event của mình thì chúng ta có thể gọi là nhấn like, đăng ký này và comment ở dưới để mình lựa chọn nhá anh em. Đó, ok chưa?
Rồi thì tiếp theo thì chúng ta cùng đến với những cái phần quà mới trong sự kiện World Series cũng như là cái web sự kiện mới mọi người nhá. Chúng ta có rất là nhiều quà mới luôn. Cùng let's go nào. Và đây là cái giao diện của sự kiện World Series 2021 mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái giao diện nó như thế này. Ok nha anh em, đó sẽ có 3 phần mọi người nhá. Ở đây là mình cho mọi người xem trước thôi. Nhấn vào nó vẫn chưa được anh em nhá. Nhấn vào thì nó sẽ sang một cái toàn chữ tiếng Anh đồ thôi. Ok, thì anh em thấy bên phía tay phải ấy sẽ có một cái phần huy hiệu chúng ta thu thập nhá. Ok, thì theo mình là chắc là chúng ta sẽ thu thập để chúng ta nhận quà thôi. Rồi, và ở đây thì sẽ có 3 phần mà nhấn vào thì nó vẫn chưa được. Đó, ở giữa thì sẽ có một cái cúp của World Series nhá mọi người nhá, 2021. Và mọi người có nhớ là trong những cái sự kiện lần trước ấy, trong những cái giải lần trước ấy thì quà nó có rất là nhiều. Và trong giải này thì nó cũng như thế anh em nhá, cũng như thế luôn. Quà nó sẽ không thiếu cho anh em đâu. Và mình vẫn thích là free trang phục của nam hơn so với là của nữ nhá. Không biết là bạn nào có quan điểm giống như mình không. Ok, ở đây thì nói chung là chúng ta có toàn những cái tiếng tiếng Anh thôi anh em. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một số vật phẩm trong sự kiện World Series nhá. Đây thì chúng ta có một cái skin của con panda này. Theo mình là có thể chúng ta sẽ có mã code chúng ta nhập được cái skin pet này mọi người nhá. Có khả năng sẽ được có mã code nhận được skin pet này. Theo mình nghĩ là nó sẽ như thế nhá. Rồi tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có một cái skin của con Robo này. Đấy, con Robo mọi người nhá, quá là chất lượng luôn. Và skin nói chung là những cái vật phẩm này đều liên quan đến sự kiện World Series 2021 mọi người nhá. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái gọi là cái hành động anh em. Đó, chất chơi chưa? Anh em thấy có chất chơi không? Quá là chất chơi luôn, hành động nâng cúp mọi người nhá. Hành động này là cái hành động chúng ta nâng cúp nhờ. Và sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ bắn hai khẩu súng trước, bắn hai khẩu súng vector trước, xong rồi chúng ta sẽ cầm khẩu cầm cái cúp chúng ta nâng lên. Rồi tiếp theo thì chúng ta có một cái dù này. Ok, có rất là nhiều những cái vật phẩm mới cho anh em. Và những cái vật phẩm này ấy, mình nghĩ là sẽ có vật phẩm free, có vật phẩm mất tiền nhá, không phải là free hết đâu nhở. Không nhiều anh em lại cứ tưởng free hết thì nó hơi mệt đấy. Hơi mệt đấy anh em. Rồi chúng ta có thêm một cái skin xe này. Đó, anh em thấy chưa, có rất là nhiều thứ mới anh em. Và mọi người đang xem, nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ cứ đưa ra cho anh em xem. Và hẹn lại anh em trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.